Xin chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Bá Hùng Audio. Đối với Tannoy thì những chiếc âm ly đèn luôn là những cái lựa chọn hàng đầu để phối ghép với những dòng loa này. Vì loa Tannoy có một cái độ nhạy rất là cao cũng như là có một cái giải công suất rất hợp lý với những dòng âm ly đèn và âm ly Class A. Trong đó thì để tối ưu chi phí mà chúng ta lựa chọn thì chắc chắn rằng âm ly đèn luôn là một cái lựa chọn đầu tiên để những anh em chơi, đặc biệt là những anh em chơi dòng nhạc trữ tình thì rất ưa chuộng những dòng âm ly đèn ghép với Tannoy. Và một trong những cái thương hiệu mà phối ghép với Tannoy rất phù hợp đó chính là Unison Research. Tại sao lại như vậy? Bởi vì đặc tính của Unison Research và đặc tính của những chiếc âm ly đến từ Italia nói chung ấy thì thường có chất âm rất là tự nhiên, êm ái và ngọt ngào. Hôm nay thì Bá Hùng Audio sẽ gửi tới quý vị bạn một combo phối ghép để chúng ta cùng nhau nghe và trải nghiệm. Mặc dù đây không phải là một cái combo phối ghép mới mẻ, thế nhưng mà nó lại là một cái combo mà rất hợp lý và vừa tiền. Bá Hùng Audio đã thực hiện rất nhiều phối ghép này để gửi tới khách hàng cũng như là mọi người đều rất là ưng ý với cái combo mà Bá Hùng đã thực hiện phối ghép để chơi và trải nghiệm. Hôm nay thì chúng ta sẽ ghép với một chiếc âm ly Unison Research S6. Đây là chiếc âm ly tích hợp và được thiết kế vô cùng đẹp mắt với những sản phẩm đến từ Italia nói chung ấy, thì những cái sản phẩm của họ không đơn thuần chỉ là những cái thiết bị điện tử thông thường khô cứng đâu, mà nó còn như những tác phẩm nghệ thuật kết hợp vô cùng khéo léo giữa kim loại cũng như là hệ thống bóng đèn điện tử, và ngoài ra thì còn có thêm cả những cái tấm ốp gỗ vô cùng là đẹp. Chúng ta có thể nhìn thấy đây, em sẽ quay cận cảnh cũng như là quay chám các góc cạnh để chúng ta cùng xem chi tiết hơn. Đầu tiên về tổng thể thì có thể nói rằng Unison Research S6 được thiết kế rất là cân đối, hài hòa và cân xứng. Chúng ta có thể nhìn thấy là ở giữa thì có một sống lồi lên ở giữa lưng. Đó. Và bên trong cái sống lưng này thì họ đặt những cái biến áp xuất âm cũng như là biến áp nguồn rất là khéo léo, không bị phô những cái biến áp ra gây khó chịu và gây mất cái thẩm mỹ cho những chiếc máy. Đó. Và họ đặt vào bên trong một cái hộp giữa sống lưng như thế này. Đó, và được thiết kế bo tròn cái góc ở với mặt trước và bên trên thì là một cái mặt phẳng. Hai bên thì đặt hai hệ thống bóng đèn công suất. Chiếc ly này thì sử dụng là 6 bóng công suất L34 cho một cái ngưỡng công suất rất là tốt để có thể trị được nhiều dòng loa. Và mỗi bên đặt 3 bóng công suất. Đó, 3 bóng công suất này thì sẽ phục vụ cho một kênh loa trái và 3 bóng này phục vụ cho kênh loa phải. Việc mà đặt tách rời ra như thế này thì sẽ giúp cho bóng đèn không bị nhiễu lẫn nhau, thứ nhất, và thứ hai là sẽ không tăng thêm cái nhiệt độ khi mà chúng ta cho tất cả bóng vào cùng một khu. Đó, nó sẽ bị sinh nhiệt rất là lớn. Thêm nữa thì ở phía mặt trước chúng ta sẽ có một tấm ốp gỗ. Đây là một loại gỗ tự nhiên mà thường được Unison Research áp dụng trên những cái sản phẩm của mình. Ngoài ra một cái thiết kế rất cân đối ở phía mặt trước, chúng ta có thể thấy là một núm volume được đặt ở phía bên tay phải và một núm selector input được đặt ở phía bên tay trái. Chính giữa chúng ta có một nút nguồn và ở bên dưới chúng ta sẽ có một cái mắt để nhận điều khiển. Phía bên trên, bên tay trái và bên tay phải thì chúng ta sẽ có hai cái hệ thống để tinh chỉnh bias. Đây là một điểm rất hay trên chiếc ly này, tức là chúng ta có thể chơi thoải mái, sau đó chúng ta sẽ tự động chỉnh ở trên chiếc máy này mà không cần phải mất chi phí hay là mất thời gian để mang đi cho kỹ thuật chỉnh lại bias cũng như là rất là mất thời gian, đúng không ạ? Và chúng ta có thể thay các loại bóng khác nhau và tự động chỉnh ở trên mặt của máy này, rất là tiện lợi luôn. Ngay cả những anh em mà không có một chút kinh nghiệm nào về chiếc ly đèn thì cũng có thể sử dụng được chiếc ly này. Đó là một điều tuyệt vời của Unison Research áp dụng cho cái sản phẩm S6 của mình. Và trước đây thì đa phần những anh em chơi hay lo ngại về âm ly bóng đèn là phải qua một thời gian chúng ta sẽ phải mang đi căn chỉnh hay là thay đổi bóng cũng phải mang đi căn chỉnh, thì bây giờ Unison Research đã làm tất cả cho chúng ta rồi. Chúng ta chỉ việc chơi thôi, đơn giản như những âm ly bán dẫn thông thường. Với Unison Research S6 thì sử dụng một cái mạch công suất khuếch đại Class A và mạch single N, tức là mạch SE cho ngưỡng công suất lên tới là 35W trên một kênh, và có thể ghép được loa từ 4 ohm trở lên, rất là phù hợp với nhiều dòng loa hiện đại ngày nay. Đó cũng là một cái điểm cộng rất lớn trên chiếc ly này. Chính vì vậy thì Bá Hùng Audio đã kết hợp với lại một cặp loa đến từ thương hiệu Tannoy, rất là vừa tiền và hợp lý, nằm trong series Prestige có model là Stirling GR. Đây là hàng nhập khẩu chính hãng và là cái phiên bản
mới nhất hiện nay của Tannoy với cấu trúc loa thì được làm theo phong cách cổ điển và cũng rất là đẹp. Những cái kết hợp gỗ và kim loại được hãng thiết kế rất là khéo léo. Chúng ta có thể nhìn thấy là một cái núm tinh chỉnh được đặt trong một cái bảng đồng và được họ mạ vàng một cách rất là khéo léo. Đó. Chúng ta có thể tùy chỉnh giải cao bằng cách là di chuyển từ giữa sang bên phải để tăng hoặc là từ giữa sang bên trái để giảm đi. Chúng ta có thể thay đổi giải cao bằng cách là di chuyển từ giữa sang bên trái là tăng lên và di chuyển từ giữa sang bên các núm bên tay phải là giảm đi. Ở phía bên trên thì chúng ta sẽ có một loa bát đồng trục 25cm. Loa bát này thì có kích thước tương đương với dòng Tonberry và Kensington và cũng có cái cấu trúc tương đương như nhau với thiết kế là một loa bát sử dụng màng giấy gân vải xếp 2 tầng và hướng âm dạng nón. Đời này thì sử dụng kiềng loa là kiềng tròn với những cái chi tiết ốc bắt vào gỗ cũng được mạ vàng một cách rất là tỉ mỉ và khéo léo. Hai bên sườn của loa thì được đặt những cái lỗ thông hơi giúp cho chúng ta dễ dàng kê kích, ngay cả việc kê sát tường hay là kê sát góc tường thì cũng có thể đặt được những cái cặp loa này, rất là tiện lợi cho những anh em có không gian nhỏ hoặc là chật. Đó, thì đây là một cái thiết kế rất là tuyệt vời của Tannoy Stirling Garage. Nó có một cái màu âm ấm áp và rất là tình cảm, để nghe nhạc trữ tình thì thực sự là vô cùng là hợp lý, đặc biệt là khi ghép với lại một chiếc âm ly đến từ Urison Research và chạy bóng đèn nữa thì thực sự vô cùng là tuyệt vời luôn. Hiện tại thì combo này có mức giá lít để chúng ta tham khảo là 220 triệu đồng. Tuy nhiên, tại Báo Audio thì đang có chương trình khuyến mại tặng dây dẫn nốt đót lên tới 80 triệu đồng. Nếu như chúng ta không lấy dây dẫn thì bên em sẽ chiết khấu và giảm vào giá thành của sản phẩm để chúng ta có thể chơi và sở hữu một cặp đôi này với mức giá rẻ nhất và hợp lý nhất thị trường. Bây giờ thì xin mời mọi người chúng ta sẽ cùng đeo tai nghe và cảm nhận âm thanh đến từ Tannoy Stirling Garage và Unison Research S6. Dương chiều cô đơn.